Khi mà anh em làm ở các cái công trường lớn mà bắt buộc phải sử dụng máy đầm dùi chạy xăng như thế này mà công trường đấy không cho sử dụng đầm dùi chạy điện, trong khi đó là anh em đã có vòi đầm dùi chạy điện như thế này rồi mà anh em lựa chọn không đúng loại máy đầm dùi chạy xăng thì anh em lại phải mua thêm cả một vòi đầm dùi chạy xăng nữa. Cái vòi đầm dùi chạy xăng mà anh em hay mua ấy, đó là cái vòi đầm dùi chân đục giác. Hiện nay bên chúng tôi cung cấp cả máy đầm dùi chạy xăng có cái cổ đầm dùi giống như cái cổ đầm dùi chạy điện này. Anh em thấy giống nhau không? Đấy, thì bây giờ là tôi sẽ chạy thử cho anh em cùng xem và cho anh em thấy là khi mà anh em sử dụng máy đầm dùi chạy xăng bên tôi ấy, nó rất là tiện. Anh em mua vòi đầm dùi ở đâu cũng được. Đó, thì bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem nhá. Rồi, giật nó khay khách. Rồi. Rồi, anh em ra lên nhá. Đấy, đây vào đầm dùi chạy điện này, nắp chung với cả vào đầm dùi chạy xăng anh em này. Còn bây giờ thì tôi nắp sang cái điện cho anh em cùng xem đây. Đây là động cơ Toàn Phát này anh em này. Động cơ thương hiệu của Toàn Phát nhá. Đấy. Đây. Đấy. Rồi. Đấy, anh em lưu ý nhá, khi mà mua máy đầm dùi chạy xăng thì anh em chọn cái cổ này này, cái đầu này là đầu gài mũi này này, nó giống như cái này, cái đầu gài mũi của máy chạy điện, thì anh em đi đâu cũng mua được vòi đầm dùi. Trên đây thì tôi cũng vừa giới thiệu xong cái phần máy đầm dùi chạy xăng cho anh em cùng xem. Hy vọng video sẽ đem lại cái lợi ích gì đó cho anh em, và anh em biết ai đó mà có nhu cầu mua máy đầm dùi chạy xăng phải và công trình đó phải dùng máy đầm dùi chạy xăng thì hãy share cái đường link này của chúng tôi tới những người đó nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo.